Bố ạ. Chào chú ạ. Chú ạ. Nhà có dỗ mà bây giờ mới về à? Thế đợi bố mẹ làm xong cỗ thì mới vác mặt về ăn à? Dạ không ạ, bọn con bận quá. Lát ăn xong bọn cháu xin phép được rửa bát dọn dẹp để chuộc lỗi ạ. Đúng rồi ạ. Thôi mày đưa lên thắp hương đi. À vâng ạ. Hôm nay có mặt đầy đủ mấy đứa ở đây, chú Lộc chú có đôi lời muốn nói. Dạ. Chú có điều gì dạy bảo anh em chúng cháu ạ? Dạy bảo cái gì mà dạy bảo. Hôm nay là chú rất vui. Vui vì chúng mày chí thú, làm ăn nghiêm túc. Mà cái gì nghiêm túc thì ắt đều có kết quả. Thú thật là chú đã từng mất niềm tin vào cái thằng Thắng này lắm. Nhất là lúc nó xin nghỉ việc ở ủy ban ấy, rồi lông bông theo đám chúng mày khởi nghiệp ấy. Lúc ấy chú đã từng nghĩ đời thằng này coi như bỏ. Rồi đến lúc làm xà phòng, từ bố mẹ chúng mày đến hàng xóm láng giềng đều bán tín bán nghi. Nhưng giờ thì chú tin, tất cả mọi người đều tin là chúng mày đã thay đổi. Nhân hôm nay có chú ở đây, chúng mày cần giúp đỡ cái gì cứ nói với chú một tiếng, giúp được đến đâu thì chú giúp. Được thế thì còn gì bằng ạ. Chúng cháu cảm ơn chú ạ. Thực ra thì bọn cháu cũng chưa làm được gì nhiều, nhưng mà những lúc như thế này được nghe lời động viên của chú đối với chúng cháu là quý giá lắm đấy ạ. Đúng rồi ạ. Ngẫm lại lúc mắng chửi chúng mày, chú cũng thấy áy náy lắm. Thế nhưng mà không chửi, không mắng ấy, thì không có động lực. Dám chê lúc sai thì cũng dám khen lúc đúng. Chú cứ mong chúng mày làm ăn ngày càng phát triển. Đấy, chú Lộc chú đã tin tưởng mấy đứa như thế, đừng có phụ lòng tin của chú, rõ chưa? Dạ vâng ạ. À đây, bây giờ sản xuất trong quy mô lớn rồi, nhân đây thì chú có vài điều dặn dò kỹ thêm này. Thôi, là chúng đến giờ ăn cơm rồi, mấy chú cháu ăn xong tha hồ tâm sự. Mấy đứa vào bê nốt cho hộ mẹ. Dạ, đi. Dạ vâng ạ. Cho chị phép ạ. Ừ, rồi. Chào chú ạ. Phúc đấy à? Thì bây giờ xã mình là có chủ trương sản xuất lại tinh dầu hả chú? Sao bất ngờ đấy ạ? Không, là ba thằng này nó làm. Bên ủy ban chỉ hỗ trợ cho thanh niên làng khởi nghiệp thôi. Mà cậu cũng là người làng, lại có nghề dược liệu, làm ăn khôn khéo hơn chúng nó. Xem anh em có gì chung thì giúp đỡ lẫn nhau. Thế tức là bây giờ chú muốn lấy lại cái xưởng này từ cháu để chuyển cho mấy ông này cũng làm gì ạ? Không phải là chú lấy, mà là xã quyết định như thế. Nhưng mà xã thì cũng phải có kế hoạch chứ, bây giờ nếu mà chỉ lấy lại xưởng từ cháu để chuyển cho các cậu này làm thì rất là bất công với cháu. Các cậu ấy cần, cháu cũng cần ạ. Xưởng này là nơi sản xuất tinh dầu, ta phải trả lại đúng công năng của nó. Nếu cậu cũng sản xuất tinh dầu làm xà phòng ấy, thì cứ làm đơn để lên trên chúng tôi sẽ xem xét giải quyết. Mà ba thằng này có phải thuê không đâu, cũng phải trả tiền thuê cho xã đấy chứ. Đúng đấy, bọn này cũng phải trả tiền thuê đấy. Như lời hứa, cậu mượn cái xưởng này làm kho mấy năm nay rồi, khi nào xã cần thì phải trả lại. Ta cứ thế mà làm. Mà mấy năm nay cậu mượn cái xưởng này, có ai kêu bất công không? Rồi, mấy thằng chờ anh Phúc bàn giao lại nhá. Anh em phối hợp mà làm. Dạ. Vâng ạ. Chào chú ạ. Chào chú ạ. Nhà có ô dù sướng thật đấy. Ăn tàn phá hại thế mà vẫn được tuyên dương. Mày ý kiến gì đấy? Đánh nhau không? Hả? Thôi thôi thôi. Đánh nhau không? Thôi thôi thôi. Mày không dây với anh em bọn tao được đâu. Ông ơi, ông mở hộ cái cửa cái, xong đưa luôn chìa khóa đây. Mà có gì cần bàn giao thì bàn giao luôn đi, không đến lúc mất mát lại rách việc á. Tóm lại là bọn tao thuê cái xưởng này rồi, đưa chìa khóa đi. Mình xin. Nhớ đấy. Ừ. Cửa chính chìa nào đây? Đúng rồi, biết đấy. Thằng bình tĩnh nhỉ. Tiền ơi, Tiền ơi, rắc rối to rồi. Có chuyện gì? Có đơn thư nặc danh tố cáo chú Lộc tư lợi, nâng đỡ cho người nhà, giao ký ốt cho ba anh em mình ấy. Ai nói mày thế?
Bố tao vừa gọi điện đây. Tôi đã nói với chú rồi, cái việc thuê ký ốt với việc làm xà phòng là cứ để từ từ. Khi nào bầu cử xong xuôi đâu vào đấy đã rồi hãng tính. Tính em nói thế, cứ cái gì hướng đi có lợi chung cho bà con là em phải làm ngay, không khác được. Thế nhưng... còn cái đơn thư nặc danh ấy, không có gì phải lo. Cây ngay không sợ chết đứng, mình có làm gì sai đâu. Nhưng trước mắt họ đã có ý kiến thì mình phải thuyết phục được họ đã. Còn cái việc thuê ký ốt tạm gác lại để chú chuẩn bị kế hoạch nó cụ thể hơn. Nhưng chú ơi, bây giờ mà gác lại thì khác gì là thừa nhận việc chú có ý định cho chúng cháu thuê ký ốt của đoàn thanh niên là sai ạ? Vâng. À chú ơi, bọn cháu cứ nộp một cái đơn xin thuê bằng giá ngoài thị trường, không cần hưởng chính sách ưu đãi gì đâu chú ạ. Cháu thấy mình không làm sai quy định, không phải sợ, cũng chẳng phải dừng gì cả chú ạ. Đây đây, bảo sao chú không yên tâm. Chúng mày cứ bộp chộp thế, bao giờ mới nên thân. Thế nhưng mà bây giờ, chả nhẽ mình cứ để cho bà Ánh bà thuê thì mới chứng minh được mình là không có gì mờ ám à chú? Chả phải chứng minh chứng tỏ cái gì cả. Chú đã bảo không quan trọng, chúng mày cứ nhắn cả lên. Thế tiền đâu mà chúng mày thuê cây ốt mà không cần chính sách ưu đãi cho thanh niên địa phương? À, cái này chú yên tâm ạ, bọn cháu xoay được ạ. Vâng. Rồi dồn hết tiền vào thuê ký ốt. Tiền đâu mà quay vòng sản xuất, đầu tư máy móc, rồi phát triển sản phẩm mới. Dạ, cái này thì anh em cháu cũng tính rồi. Bọn cháu định làm hồ sơ rồi vay vốn ngân hàng ạ. Đúng đấy ạ. Không được, phân bổ vốn không lệch lạc như thế được. Phải chính xác từng đồng. Nhưng mà việc thuê ký ốt trưng bày bán sản phẩm không phải là điều cần kiếp nhất lúc này, đúng không? Dạ, thì đúng là nó cũng chưa cần thiết nhất ạ. Đấy, việc ký ốt ấy, chú tính sẽ lấy hợp tác xã xà phòng làm nòng cốt, rồi kêu gọi các làng nghề chung tay phát triển ký ốt này. Về ý tưởng là khả thi, nhưng mà nó chưa đủ độ chín. Chú sẽ bàn bạc với các hợp tác xã khác để có chiến lược bài bản hơn. Nhưng mà cháu thấy bảo là sắp hết hạn thuê ký ốt của đoàn thanh niên rồi đấy. Mình không nhanh lên là bà Ánh bà thuê mất ạ. Vâng ạ. Việc cô Ánh thuê ký ốt kinh doanh mà phát triển được thì cũng là cái lợi chung. Việc này chúng ta đã từng bàn rồi. Nhưng mà thưa chú... Thôi, việc ba đứa là tập trung sản xuất xà phòng thật tốt. Còn chuyện thuê được ký ốt không quan trọng bằng phát triển hợp tác xã xà phòng lớn mạnh, bền vững. Rõ chưa? Vâng ạ. Thôi cậu đừng có lảng vảng ở đây nữa, không người ta lại tưởng tôi với cậu cùng hội cùng thuyền. Tôi không đi đâu hết. Tôi với chị không cùng hội cùng thuyền thì còn gì nữa. Cậu toàn tự ý làm những trò không đâu, để người làng người ta chửi cho, rồi chửi lây sang tôi, gây rắc rối cho tôi. À, tôi gây rắc rối cho chị. Chị nghĩ lại đi, chính chị nói rằng tôi có năng lực hơn ba thằng kia. Chính chị mời tôi về cái ký ốt này để làm quản lý. Chính chị muốn tôi kết hợp để làm xà phòng. Bây giờ chị lại lật mặt với tôi, thế là thế nào? Là tôi nhìn nhầm người. Cậu chả làm được cái trò trống gì cả. Cậu chê người ta ngu, mà người ta sản xuất được cả chục loại xà phòng, ngày bán hàng trăm đơn. Còn cậu ấy, cả ngày chỉ biết bày trò, đâm chọc sau lưng người khác rồi kiện cáo, gây ảnh hưởng tới tôi. Thôi cậu đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chị Ánh ạ, chị muốn chơi tôi ấy, không dễ đâu nhá. Tôi nói cho chị biết này, ba thằng đấy tôi còn chơi xấu được, ông Lộc tôi còn kiện được, chị tuổi gì mà đòi lật mặt với tôi. Không đi là tôi gọi công an đấy. Ok, chị muốn dở mặt với tôi để làm ăn với ba thằng kia đúng không? Chơi nhầm rồi, tôi sẽ không để cho chị yên đâu. Nhớ đấy. Em đã bảo rồi, uống rượu xong ý, gội đầu là không hề tốt. Thu quan tâm anh thế. Anh Bính ơi, anh say rồi đấy ạ. Thôi, em đi về đây. Về làm gì? Về gặp cái thằng bất tài vô dụng ấy. Thu không thì chán à? Anh đừng có mà nói linh tinh. Em mới là người mà nói linh tinh ấy nhá. Em bỏ nó rồi, em về nhà em gian díu với nó. Em có biết là làm như thế là trái tim anh tan vỡ. Vỡ hay không thì mặc kệ anh.
Uống say rồi thì đi về đi. Định ở đây gây chuyện à? Say đâu mà say. Nào. Kìa, anh chưa say. Mà say thì đã làm sao? Anh yêu Thu. Anh muốn lấy em làm vợ Thu. Nó, anh tránh ra rồi. Kiếp ra. Nào. Chó này. Từ trước giờ em chưa xem một cái phiên live nào mà nó tưng bừng như thế này. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn rất nhiều việc chị em mình có thể hợp tác với nhau. Hiến, bụng như này là như nào? Thì mày thấy đây, mình mời thử đội chuyên nghiệp người ta live stream xem như nào thì rõ ràng là hiệu quả hơn hẳn. Chốt được hẳn 300 đơn đấy. Thì bây giờ tao không có chuyên môn như chúng mày thì tao cũng phải nghĩ về chiến lược kinh doanh chứ. Không cần mày dài dòng, chỉ cần mày trả lời tại sao mày có kế hoạch mà không nói trước với tao một câu. Mày đang chứng tỏ điều gì hả? À, mày định qua mặt tao đấy à? Tao chả chứng tỏ cái gì cả. Tao chỉ đang cố thử nghiệm xem là cái chiến lược kinh doanh nó có hiệu quả hay không thôi. À, thử nghiệm. Thế thì mày cứ thử nghiệm đi. Mày thích làm việc với người khác cái gì thì tự mày đi mà làm nhá. Đi về. Anh Thắng, đi về.